AC Tông cho phép bạn tạo ra các hệ tuyến mới một cách nhanh chóng, dễ dàng dựa trên các hệ tuyến sẵn có của GT100. Nhấn AC Tông, chọn thể loại nhạc bằng nút số 5, chọn tiếng bằng nút số 8, nhấn Page để điều chỉnh tính chất âm thanh mà bạn mong muốn, nhấn Bright, chọn vị trí lưu bằng nút số 5 và nhấn Bright lần nữa để lưu lại.